Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology. Và hôm nay thì rất là vui để đón tiếp mọi người ở đây, bởi vì hôm nay không chỉ có một mình Dino mà còn có cả hai nhân vật này nữa. Nếu mà mọi người theo dõi tài khoản mạng xã hội của Dino gần đây thì cũng biết hai nhân vật này là gì rồi. Nhưng mà hôm nay thì thôi, đã xuất hiện ở đây thì mình cũng sẽ giới thiệu lại cho mọi người cùng biết. Đây chính là Khánh Linh, cô em gái mà hay xuất hiện trên Instagram, hay kiểu có những cái thứ ngốc nghếch và hay em gái mưa. Còn đây được mệnh danh là bà chị sexy nhất trong nhóm bạn của Dino. Đây là bà chị bán mửa. Đây chính là Chi Lemon. Chi Lemon có tài khoản mạng xã hội là Instagram tên là Lemon, với rất là nhiều hình, với rất là nhiều like. Thôi hôm nay giới thiệu ở đây thôi, còn mọi người mà có like ảnh cho Chi hay không ấy thì đấy là tùy tâm mọi người. Hôm nay mang được hai người bạn đến đây thì cũng rất là mừng, bởi vì mình muốn có một cái gọi là một câu hỏi để xem là chúng mình có thật sự hợp nhau về các cái quan điểm ở trên cuộc sống này hay không. Vì vậy không là ngừng chơi. Không là ngừng chơi. Hôm nay mình sẽ đóng vai trò là MC và sẽ là host của chương trình ngày hôm nay. Ok, câu hỏi đầu tiên dành cho Khánh Linh và Chi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Phải sẵn sàng lên, phải nhiệt tình lên. Nào yeah. Nếu mà hai người được sinh ra lại một lần nữa, nhưng mà với toàn bộ ký ức hiện tại của hai người, có nghĩa là sinh ra mà vẫn là em bé nhưng mà biết được tất cả những điều như bây giờ, thì mọi người sẽ làm gì? Mua cổ phiếu Apple. Tại sao? Tại sao em bé lại mua cổ phiếu Apple? Em bé này đáng sợ quá. Tự dưng bảo, tự dưng we, mẹ ơi mua cổ phiếu Apple. Thì không mua ngay, mà bây giờ sẽ mua, sẽ chứng tỏ từ những cái khác đến 3 tuổi mua vẫn chưa muộn. Sao không mua cổ phiếu Huawei? Còn Linh, em sẽ làm gì? Em nghĩ là em sẽ học chăm hơn. Học chăm hơn, đấy, học tập người ta, học chăm hơn. Đây là đi mua cổ phiếu. Đây là muốn làm giàu sổi. Bây giờ câu thứ hai, hãy kể ra một điều mà mọi người luôn luôn nghĩ về bạn nhưng mà thực ra điều đấy sai. Linh trước đi. Mọi người nghĩ là em rất là bánh bèo. Em bánh bèo thật mà. Thế có nghĩa là em nghĩ là tất cả mọi người đều nghĩ em bánh bèo nhưng thật ra em không bánh bèo. Em không bánh bèo đến thế đâu. Rồi ok, anh sẽ ghi nhận câu này. Về điều số 3 này, nếu mà được thay đổi cái cách mà các cái trường học đang hoạt động ấy, chị sẽ thay đổi điều gì? Trường Việt Nam hay trường nước ngoài? Trường Việt Nam đi, cho gần gũi nào. Sửa toilet cho sạch hơn. Ồ, đồng ý, cái này em đồng ý. Còn Linh? Em nghĩ là cho học sinh quyền quyết định hơn. Có nghĩa là tiếng nói học sinh phải lớn hơn đúng không? Trời ơi, sao cứ hỏi hoài vậy, đói quá. Bây giờ là tưởng qua nhà mày được ăn rồi, bây giờ 12 giờ vẫn chưa được ăn. Thôi chết. Quên mất là hôm nay có khách mà không chuẩn bị đồ ăn. Thôi bây giờ sao nhỉ? Qua nhà food blogger mà phải đói. Thôi bây giờ em chữa này đi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi đồ ăn về nhà. Và bây giờ bao nhiêu đồ ăn thì em bao. Được chưa? Nhưng mà gọi đồ ăn có lâu không? Nhanh, bởi vì là bây giờ anh sẽ gọi bằng GrabFood. Gọi luôn đi, không 5 phút nữa em sẽ đói chết mất. Ok, bây giờ mình sẽ gọi đồ ăn. Bây giờ chúng mình sẽ gọi đồ ăn, mọi người thông cảm nhá. Bây giờ hôm nay thì mọi người muốn ăn gì nào? Muốn ăn có thịt. Ok, bây giờ là anh sẽ gọi nông trại 89 cho Linh nhá. Đây này, có bắp diêm khô bò này. Không biết ăn chân gà đâu, ăn món. Em ăn chân gà XO sốt Thái. Khô gà lá chanh này. Khô gà. Mít Thái này. Được. Nhiều thế. Bây giờ Linh, bây giờ Chi gọi một cái khác đi nào. Chi gọi dessert nha. Chi gọi dessert đi. Dessert bọn gọi bạn nào? Bây giờ Coco Summer rất là ngon. Trái cây dầm sữa chua dẻo, mẹ có phải ngon. Ừ, gọi 3 cốc trái khúc bạch đi. Thì mỗi người 1 cốc còn gì. Trái cây thập cẩm lớn. Ok, cái. Bây giờ mọi người xem đơn hàng của mọi người trong bao lâu nhỉ? Của Dino là 22-26 phút. 19-22 phút. Còn của Linh 30-36 phút, chắc là của Linh là xa nhất. Khi mà đặt GrabFood ấy thì mình rất là mừng, bởi vì là cái thời gian nó đúng là cái thời gian mà người ta mang đồ đến cho mình luôn, chứ mình không bị là phải chờ một cái khoảng thời gian là người ta đi lấy mấy quán. Nên là thời gian lúc nào nó nhanh nhất. Chứ bình thường nếu mà em đặt những dịch vụ khác thường là đặt tối thiểu 40 phút. Hay nhất là ở đây là không bao giờ có đơn hàng tối thiểu. Bởi vì là chị đặt một cái gói 50.000 người ta cũng giao, một cái cốc kem 20.000 người ta cũng giao, rất là tiện. Nhưng mà cái chi phí thì như nào? Chi phí là họ tính ở trên cái đơn hàng. Là có một phần chi phí ở trên đơn hàng, em xem chi tiết này. Đây. Đó là cước phí giao hàng có 15.000 thôi, rất là rẻ. Vậy là bây giờ trong lúc mà chờ đồ ăn ấy thì chúng mình sẽ trả lời tiếp các câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 6. Hãy miêu tả thật nhanh người trong mộng của chị. Giấc
giỏi. Ừ. Giàu. Ừ. Đẹp trai. Ừ. Khỏe. Ừ. Đấy là tất cả những người, những yêu cầu mà một một người có thể yêu cầu về về người trong mộng rồi. Về Linh, thật nhanh nào. Thông minh. Thông minh. Biết quan tâm. Biết quan tâm. Ok. Ok. Bây giờ câu hỏi số 7 này. Rồi, câu hỏi này hay này. Bây giờ cho 2 tỷ tiêu gì trong 8 tiếng? Nhanh, nhanh, nhanh. Mua cổ phiếu Apple. Đồ thực dụng. Thực dụng gì? Người ta phải nghĩ ra nào. Bây đấy giờ gọi Linh là thực tế, không phải là thực dụng. Em chỉ đặt cọc mua nhà. Nhưng mà đâu đủ tiền mua cái nhà đâu. Thì đặt cọc không trả, tự trả thêm thôi. Em có chắc là em có tự trả thêm được không? Được, đúng không? Nếu mà Dino có 2 tỷ, Dino sẽ give away tất cả laptop cho mọi người đó. Nhưng mà thực sự là không có nên chúng ta sẽ chuyển đến câu hỏi tiếp theo. Mọi người donate 2 tỷ cho Dino mua laptop. Ok, câu tiếp theo này. Hãy kể tên một cái TV show, movie mà chị cảm thấy là tất cả mọi người đều xem rồi, chỉ có mình chị chưa xem. Hoàn Châu Cách Cách. Rất căm thù bố mẹ mình hồi xưa không cho mình xem TV và tất cả các bạn ở lớp đều nói chuyện về cái phim đấy mà mình vẫn không được xem. Công Hy Diên Lược à? Diên Hy Công Lược. Phim đấy ta cũng không xem. Ừ. Nhưng mà cái series mà em cảm thấy rất là ức chế mà cảm giác tất cả mọi người đều xem mà em không xem ấy, đó chính là cái series Game of Thrones. Mỗi lần season mới, tập mới ra, trên Facebook ngập tràn Game of Thrones và mình cảm giác mình rất khó chịu. Mình không biết mọi người đang nói về chuyện gì. Ok, bây giờ tiếp theo câu này. Nếu mà bây giờ phải dành từ giờ cho đến cuối đời một chỗ, chị sẽ chọn chỗ nào? London. Paris. Mình không biết nói tiếng Pháp. Mình sẽ chọn ở... mình sẽ ở đâu? Bây giờ mình Sài Gòn. Yeah! Mình yêu Sài Gòn, thật sự mình yêu Sài Gòn. Mình sẽ dành cuối đời ở Sài Gòn nếu mà mình phải chọn. Không phải Hà Nội. Hà Nội chậm chạp này. Mọi người... Không phân biệt vùng miền. Không phân biệt vùng miền nhưng mà Hà Nội kiểu bố mẹ mình chậm chạp ý. Hà Nội mút đi hơn mà. Hà Nội mút đi, đồ ăn ngon. Nhưng mà ở gần bố mẹ không cho đi chơi đêm này. Xong rồi ở Hà Nội nó chậm kiểu rất lãng mạn. Nhưng mà lúc nào cũng nhìn thấy kiểu một màn sương. Ôi chết, điện thoại đến rồi này. Của Linh đến rồi này. Của Chi còn... Ông của Chi cuối cùng lại còn 3 phút. Đấy. Bây giờ mình xuống lấy đồ ăn đi. Để tất cả bây giờ xuống chờ đồ ăn ở dưới là vừa. Đến rồi. Đây là các cô đã hài lòng chưa? Đợi mãi. Hôm nay thì mình thấy rất là đơn giản bởi vì là Dino không có chuẩn bị đồ ăn ở nhà, không phải đi chợ. Nhưng mà thôi cũng được một bữa tiệc tương tất mời bạn đến chơi và làm vlog đúng không? Có lẽ là bây giờ đây mời. Đây là trà. Đây là trà chanh và trà đào. Trà đá vui mà tính không? Phiên bản 1 lít. Cái này là đá không? Cái này là đá này. Đi lấy bằng tay. Xem Linh gọi món gì nào. Anh là thấy cơm. Anh thấy cơm rất ngon này. Ui. Sao ngon vậy? Mà còn nóng hổi này. Thơm. Thế là hôm nay không thất hứa với mọi người nhá. Là tất cả là đồ ăn đều rất đầy đủ nhá. Đến nhà Dino là không bao giờ bị đói đúng không? Đúng rồi. Các bạn chơi với Dino. Các bạn phải chơi với Dino. Một là Dino sẽ nấu cho các bạn. Hai là Dino sẽ grab food cho mọi người. Đồ ăn luôn luôn đổ. Đủ. Đồ ăn luôn luôn đủ. Đồ ăn luôn luôn đủ. Bây giờ Linh ăn đi, Chi ăn món gì là để em lấy cho. Nhưng mà chơi với Dino là sẽ béo đấy. Và từ khi chơi Dino là Linh bỏ là người mẫu. Và bây giờ các câu hỏi tiếp nào. Nếu mà được chọn hai người để đi đến một kỳ nghỉ cực kỳ sang trọng ở một hòn đảo nhiệt đới, Chi chọn ai? Hai người. Dino và Cây Quê. Chưa đến Tết mà nhiều mai quá mọi người ơi. Cây mai này thảo mai quá à. Còn Linh nào? Chi và Dino. Chúc Tết mọi người vui vẻ. Và thôi thì Dino cũng chọn Linh và Chi. Thế là chúng ta sẽ là có một đội đi du lịch ở hòn đảo nhiệt đới. Và bây giờ chưa đến Tết nhưng mà mai nở khắp nơi.
Và hôm nay thì chúng mình đã có một bữa tiệc rất là linh đình ở đây, và rất là cảm ơn GrabFood đã mang được cho mình một bữa tiệc rất là hoành tráng và rất là nhiều món ăn, từ bò viên, cá viên, trời ơi rất là nhiều đồ ăn, rồi cả bánh tráng nữa, mà mình có thể ở nhà và mình gọi được tất cả đồ ăn này trong vòng 20 phút và mình có một bữa tiệc cực kỳ linh đình và mời bạn bè của mình. Và bây giờ thì vlog cũng tương đối là dài rồi, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của Dino, và hy vọng là trong những số tiếp theo thì mình sẽ còn được gặp Chi và Khánh Linh. Mọi người còn đến đây chơi với Dino nữa không? Nếu có đồ ăn thì có tên đúng không? Đổi bạn. Nhưng mà mọi người biết thôi, mình còn chuyến đi Tropical Island cơ mà. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo. À quên, mọi người nhớ like và subscribe kênh Dinology, bởi vì còn rất là nhiều nội dung nữa mình muốn chia sẻ với mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.